Đây là lần đầu tiên hội thao đại đoàn kết tỉnh Gia Lai được tổ chức cùng với lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Hội thao là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thắt chặt tình đoàn kết, thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, dù đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Gia Lai hiện vẫn cao, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ yếu thế, tàn tật, đang rất cần sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Gia Lai kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ Quỹ vì người nghèo, chung tay đồng hành cùng tổ chức mặt trận các cấp trong công tác chăm lo người nghèo với ý nghĩa cao cả, không để người nghèo bị bỏ lại phía sau. Tại lễ phát động, Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận và trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã có mặt trong buổi lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 tại tỉnh Gia Lai. Với sự chung tay của cả cộng đồng bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, thì tháng cao điểm vì người nghèo năm nay được kỳ vọng là tiếp tục tạo cái hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa cái tình yêu thương, thể hiện sâu sắc cái tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Và nhân sự kiện này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh. Thưa ông, thì các hoạt động của tháng cao điểm vì người nghèo năm nay thì có điểm gì mới và các nguồn lực hỗ trợ sẽ được chúng ta tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để giúp người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo? Mặt trận Tổ quốc Nam tỉnh quan tâm và chỉ đạo mặt trận các cấp tập trung các nguồn lực vận động không chỉ ở trong tỉnh mà trong năm nay mặt trận ban hành cái thư ngõ, thư kêu gọi thiện quỹ thì gửi cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó là cái lễ phát động quỹ vì người nghèo như ngày hôm nay ấy, là chúng tôi là tổ chức kết hợp với cái hội thao đoàn kết tạo ra sự lan tỏa cho nhân dân thấy cái hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng và của hệ thống chính trị tỉnh nói chung. Mặc dù năm nay thì là sự khó khăn sau dịch bệnh Covid, sự quan tâm của thường trực tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền cũng như là các ngành các cấp, mặt trận các đoàn thể đã nỗ lực kêu gọi vận động từ các nhà hảo tâm ủng hộ cho quỹ người nghèo các cấp để cùng góp phần hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nghèo đang gặp nhiều khó khăn ở trên địa bàn tỉnh. Nội dung trọng tâm chúng tôi trong thời gian tới trong lần này cũng như năm 2023 sẽ kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, khắc phục cho họ, giúp đỡ cho họ có cái nơi an toàn, nơi ở đảm bảo, an cư thì mới lập nghiệp. Bên cạnh đó thì để cho có cơ hội họ phát triển về kinh tế, ngoài thực hiện cuộc vận động làm thay đổi những cái làm thì chúng tôi cũng sẽ kêu gọi nguồn lực từ trích trong quỹ người nghèo cũng như nguồn lực bên ngoài để mà hỗ trợ cho bà con vấn đề sinh kế, những nuôi con giống cây trồng cũng như tạo công việc làm cho bà con để mà từng bước vươn lên thoát nghèo. Xin cảm ơn ông.